Chào các cậu bé thân yêu, anh là anh tóc xanh đây. Các em đã đến với chương trình vào bếp của anh tóc xanh. Hôm nay sẽ tự làm một chiếc bánh pizza cầu vồng, tức là pizza có 7 màu sắc khác nhau luôn. Và anh sẽ bắt đầu giới thiệu các nguyên liệu. Pizza thì các chúng ta thường làm các nguyên liệu mà chúng ta yêu thích thôi. Đế bánh pizza, anh đã mua đế bánh pizza ở siêu thị bởi vì là chuẩn bị bột và nhào nặng đế bánh pizza thì khá là khó. Có sẵn cả phô mai luôn nè, thích hơn. Đây là đế bánh pizza mà anh Tóc Xanh đã chuẩn bị mua được. Anh sẽ đặt lên chiếc thớt của anh. Đó là chúng ta sẽ xếp lên pizza những cái nguyên liệu mà chúng ta yêu thích. Ở đây thì anh Tóc Xanh đã chuẩn bị các nguyên liệu mà anh Tóc Xanh thích nhất. Thích nhất 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 luôn, đó chính là xúc xích, ướp chuông và nấm. Anh Tóc Xanh cực kỳ thích ăn nấm. Khi chúng ta chuẩn bị được các nguyên liệu mà chúng ta yêu thích rồi thì chúng ta sẽ đặt các nguyên liệu đều lên mặt bánh pizza. Xúc xích là đặt theo kiểu trang trí theo kiểu mà chúng mình thích luôn. Sau đó anh sẽ đặt cả những nguyên liệu khác nữa. Đặc biệt là pizza của anh thì chỉ làm bằng chảo thôi chứ không cần phải có lò nướng nha. Chúng ta sẽ làm bằng cách mà dễ làm nhất và đơn giản nhất, đó là làm bằng chảo. Mày lò nướng thì có phải ai cũng có đâu đúng không ta? Nhà anh Tóc Xanh không có lò nướng thì phải làm thế nào? Thì phải dùng chảo thôi. Xong rồi, bây giờ anh sẽ đặt nấm lên. Ê, phần gọi là phần nhân bánh của anh, anh đã hoàn thành, anh đã xếp xong các nguyên liệu lên bánh rồi. Là bánh pizza của riêng anh Tóc Xanh mà thôi. Công việc rất là thú vị bây giờ, đó chính là bào phô mai. Nên anh đã chuẩn bị 1 cân phô mai mozzarella. Phô mai này thì có thể bào được. Bào bằng cách là đơn giản, chúng ta dùng cái mà gọt hoa quả ấy, chúng ta bào như thế này nha. Anh bào sẵn một ít rồi vì là anh sợ là mất thời gian cho nên anh đã bào sẵn một ít phô mai và bây giờ anh bào cho các em xem thôi. Ai thì ăn nhiều phô mai thì bào nhiều, mà ăn ít thì bào ít. Anh Tóc Xanh rất thích ăn phô mai nên anh sẽ bào nhiều. Bây giờ là cái bước mà để biến hóa ra chiếc pizza 7 màu. Bước này rất thú vị à nhờ. Đó là chúng ta sẽ trộn màu thực phẩm ăn được với phô mai mà chúng ta vừa bào ra. 3 màu thực phẩm là 3 màu cơ bản, đó là màu vàng, màu xanh dương và màu đỏ. Rồi nha, anh sẽ trộn màu cơ bản trước, đó là màu đỏ. Mở cái nắp màu đỏ dậy. Cho lên màu luôn. Đỏ luôn. Đỏ này đã vừa chưa ta? Anh Tóc Xanh thích đỏ hơn nữa thôi. Đỏ hơn tí nữa đi. Giải phô mai này lên bánh. Phô mai đỏ lên phần màu đỏ. Được chưa nào? Ôi, màu xanh rất là đẹp luôn. Trộn cách ra màu đỏ ra một chút. Có 2 màu rồi. Đó, vừa rồi là anh Tóc Xanh đã trộn được 2 màu rồi. Tiếp tục trộn tiếp cho đủ cái bánh pizza này. Anh sẽ cố gắng làm nhiều nhất, nhiều màu nhất có thể. Và bây giờ anh làm hết mất phô mai rồi, anh lại phải bào tiếp này. Làm tiếp màu vàng và anh sẽ làm đến màu xanh.
xanh lá hoặc màu gì đó tiếp theo đi. Nhiều quá. Ra màu xanh rồi. Wow, vậy là anh đã có màu xanh lá cây. Trộn cho thật chuẩn xác. Chiếc bánh pizza 7 màu của chúng ta sẽ hoàn thành rồi. Không hiểu là phẩm màu thực phẩm họ làm từ cái gì mà giỏi ta. Làm được rất nhiều màu mà ăn được, quá là siêu luôn. Đây, nhanh chóng, anh Ngọc Thành đã được màu vàng. Các cô bé nhìn đã ra màu vàng cam chưa? Wow. Có vẻ như anh Tóc Xanh cho hơi nhiều màu xanh rồi. Không sao, anh thấy màu này cũng khác so với màu đỏ với cả màu ấy. Anh vẫn sẽ cho rồi. Các em ơi, chiếc bánh pizza 7 màu của anh Tóc Xanh đã hoàn thành rồi. Các em nhìn này, đẹp không? Đẹp lắm đúng không nào? 7 màu luôn. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ đem nó cho lên chảo để nướng. Trong lúc đó thì các em hãy chờ đợi kết quả nhá. Vậy là chiếc pizza cầu vồng của anh Tóc Xanh đã thành công rồi các em ơi. Em hãy nhìn nè. Pizza cầu vồng của anh Tóc Xanh vẫn giữ nguyên màu như là lúc mà anh bắt đầu làm. Đó là chỉ có 6 màu sắc khác nhau, cùng với nhân chính là xúc xích, nấm và ớt chuông. Video hay nhất và hot nhất trong tuần này, các bạn nếu chưa xem thì đừng bỏ qua nha. Ngoài ra các bạn nếu thích video hãy nhớ bấm like, và nếu chưa trở thành thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi nhớ bấm nút đăng ký để trở thành thành viên nha. Hành Tinh Đồ Chơi xin chào và hẹn gặp lại.